Mày quay quán mới chưa? Quán quá. Quay clip quán mới thầy chưa mà. Đâu em nè. Hả? Vậy marketing này hoạt động sao thấy hiệu quả lên cái quán này mà đông khách là. Không, này. Ôi chị là chủ quán này luôn hay sao? À, về Hùng với thằng Huy mở hả? À. Hai người hai chị em hay sao? Không em ruột bạn à. Không dấn đi. Anh không dấn em được. Chụp đi. Còn quê em không? Dạ. Quê em. Dạ, phân ra đi ba mà các bạn. Dạ, mình giới thiệu cái quán này thôi mà. Dạ, up lên. Up lên cho mọi người coi á. Xong làm dâu, làm bơ, làm tà đạo ta. Đại gia Huy có phát biểu gì không? Nay à, bữa nay thầy trường có phát biểu ý kiến gì không? Phát biểu rồi, sáng rồi. Không, bây giờ nhưng cái này là quay lên trên mạng cho mọi người biết mà. À, ý là giờ mình quán mình ở quận 6 không? Các bạn đó ủng hộ. Chỉ mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều được nha quê. Đó, quê đó. Ha ha.